Rồi em xin chào anh em nha. Hôm nay mới về được một con máy mài nước nha anh em. Mài nước này của Winder nha. Đó. Em quay dòng máy cho anh em mình xem nha. Thì thông số máy của nó là SDG-150H nha. Điện là điện 100W nha anh em. Con này công suất của nó là 150W nha. Dòng tua là 3000 đến 3600 dòng trên phút nha. Đó. Thì đi đá mài của nó đây anh em. Đó. Cục đá còn khá là dày luôn nha anh em. Đó, đá zin theo máy hết nha anh em. Máy zin nguyên bản nha, cái này em không có sơn phết gì loại nha. Đó, hàng bãi thì nó hơi bong chóc này kia thì là chuyện bình thường nha anh em. Đó. Đây, em quay dòng máy anh em xem. Đó, em bao máy móc là hoạt động là ok nha. Còn cái này em không có nước sơn zin nha, đá zin hết nha. Đó. Thì ngoại hình của nó thì nó hơi bong chóc một xíu anh em. Đó, giờ em test máy cho anh em xem nha. Hoạt động ok hết nha anh em. Thì lúc nào cái cục đá này nó cũng nhanh hơn cái đá này nha anh em. Đó, đá nước thì nó hơi, cái tua nó hơi chậm ha. Ừ, mài của nó đây ha. Thì anh em quan tâm đến con máy mài nước này liên hệ em nha. Cảm ơn em.